Đến hẹn lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, lịch là nghiền. Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là tin vui nhất trong quãng thời gian chiến đấu, bảo vệ hòa bình đất nước của nhân dân ta. Thế nhưng gần nửa thập kỷ trôi qua, vẫn tồn tại những luồng dư luận giấu mặt, núp lùm, tố cáo nhà nước Việt Nam đã gây ra cuộc di tản lịch sử của người dân trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. Được biết đây là cuộc di tản có quy mô cực kỳ lớn, liên quan đến rất nhiều người và nhiều thế lực. Vậy sự thực về cuộc di tản này như thế nào? Có đúng Việt Nam là chủ mưu đứng sau tạo nên cuộc di tản ấy? Số phận của những người dân trong sự kiện năm ấy ra sao? Họ sẽ tới được chốn thiên đường hay bị rơi vào địa ngục? Video ngày hôm nay sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi trên. Cùng xem ngay thôi anh em! Cuối tháng 4 năm 1975, thất bại của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã trở nên rõ ràng. Do sợ nhiều người Mỹ sẽ bị thương vong bởi chiến sự đã tới gần Sài Gòn, các cơ quan Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều đợt rời khỏi Việt Nam cho các nhân viên, gia đình nhân viên các sứ quán và công ty nước ngoài. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford đã chính thức ra lệnh khởi động chiến dịch Frequent Wind, tên tiếng Việt là chiến dịch gió lốc, để di tản quân nhân, nhân viên dân sự Hoa Kỳ và một số người Việt đã từng cộng tác hay có liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cùng thời điểm này, nhiều người Việt ở miền Nam từng cộng tác với Hoa Kỳ cũng đã quyết định di tản theo chương trình trên, nhưng có thể bằng phương tiện riêng. Chiến dịch gió lốc diễn ra trên nguyên tắc chỉ kéo dài từ 3 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 4 đến đúng 21 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trước thời điểm giải phóng một vài tháng, người Mỹ đã phao tin về một cuộc thảm sát đẫm máu khủng khiếp có thể xảy ra ở Sài Gòn nếu Việt Cộng chiếm được thành phố. Mỹ khẳng định sẽ có khoảng từ 150.000 đến 200.000 người sẽ trở thành nạn nhân của những cuộc trả thù. Bộ máy truyền thông của Mỹ ngụy không ngừng vu cáo, bôi xấu Hà Nội, phụ nữ nào đã tô màu móng tay sẽ bị dùng kim nhổ. Ai theo Mỹ sẽ phải bị xử tử. Nhiều đồng bào ta, nhiều năm sống dưới chế độ Mỹ Diệm, ít có thông tin về chính sách của chính phủ, của mặt trận giải phóng. Nghe những lời hăm dọa này không tránh khỏi hoang mang. Số tay sai làm ăn với Mỹ cũng lo sợ sẽ bị trả thù, quyền lợi gắn với quan thầy Mỹ nên không dám ở lại. Ngoài ra, chính quyền Thiệu phối hợp với Washington nhiệt tình phao tin đồn nhảm như 12 cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa bị diễu trần truồng qua các đường phố khi quân giải phóng chiếm Đà Nẵng, rồi sau đó bị chém đầu từng người một. Giám mục nhà thờ Buôn Mê Thuột bị Việt Cộng bắt và bị chặt thành 3 mảnh. 300 người bị đánh bằng gậy cho tới chết ở chợ Ban Mê Thuột. Trước giải phóng, tất cả người dân Sài Gòn đều bị tuyên truyền và truyền miệng. Có những câu chuyện kiểu như vậy do Mỹ Thiệu dựng lên. Tất cả chỉ là dựng chuyện. Có 300 người chết ở Buôn Mê Thuột thật, nhưng họ là nạn nhân của một trận ném bom do chính Thiệu ra lệnh sau khi thành phố này được giải phóng. Càng gần tới ngày giải phóng, Mỹ càng phóng đại nguy cơ thảm sát đối với người dân miền Nam. Ngày 16 tháng 4, James Schlesinger, Bộ trưởng Quốc phòng, đã báo cáo Quốc hội Mỹ rằng ít nhất 200.000 người dân của Việt Nam Cộng Hòa có thể sẽ bị giết trong sự kiện Cộng sản chiến thắng. Ngoại trưởng Mỹ Kissinger phát biểu trước Ủy ban Cứu trợ Khẩn cấp của Hạ viện rằng: "Chúng tôi cho rằng Cộng sản đang cố thanh toán tất cả các thành phần có thể, sẽ có nhiều hơn nữa các án tử hình." Tờ Star and Tribes, tờ báo của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đã đưa một dòng tít gây sự chú ý trong một trong những số báo: "Sẽ có ít nhất 1 triệu người Việt Nam Cộng Hòa bị tàn sát." Ngày 17 tháng 4, Tổng thống Mỹ Gerald Ford hạ lệnh lần lượt sơ tán khoảng 200.000 người, bao gồm các quan chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và gia quyến, tay chân, vợ hờ của các quan chức dân sự, quân sự Mỹ và những đứa trẻ có huyết thống Mỹ. Tốp đầu tiên có thể được di tản bằng máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất vài ngày sau cuộc họp. Chiến dịch di tản hành động không được thuận lợi bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ muốn ưu tiên di tản người Mỹ khỏi Nam Việt Nam trước nên đã vứt bỏ kế hoạch sơ tán quan chức Việt Nam Cộng Hòa. Điều này đã khiến số lượng người được di tản chỉ bằng 1/3 so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, kế hoạch của Lầu Năm Góc cũng không thể thực hiện được, nguyên nhân bởi Tổng thống Ford và Bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger kiên quyết phản đối, vì nếu làm như vậy, sau này Hoa Kỳ sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với các đồng minh thân cận. Tổng thống đã hạ lệnh cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải xây dựng kế hoạch rút dần trong trật tự những quan chức Việt Nam Cộng Hòa và thân quyến của họ. Lúc đó, Lầu Năm Góc mới bắt đầu chuẩn bị các phi đội máy bay vận tải ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng điều mà các nhà hoạch định chính sách của Nhà Trắng và quan chức của Lầu Năm Góc nằm mơ cũng không nghĩ đến, đó là do quá lo lắng, Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đã hành động quá sớm, gây nên tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát được. Bộ Quốc phòng Mỹ đã không thể thực hiện đúng kế hoạch di tản, thông báo về kế hoạch đào thoát đã không thể đến tay những người Mỹ và các quan chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Có tới một nửa số máy bay vận tải rời Sài Gòn với các khoang chứa rỗng. Một hành động không kém phần gay cấn đối với vị quan chức CIA Frank Snap là phi vụ đưa cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sang Mỹ. Cục Tình báo Trung ương Mỹ đã ra lệnh cho ông phải đích thân đưa vị Tổng thống này ra phi trường Tân Sơn Nhất và bay sang Mỹ an toàn. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Trong bài diễn văn từ nhiệm, ông Thiệu giận dữ nói: "Người Mỹ đã vứt bỏ chúng tôi trong thời khắc quyết định, trút bỏ cho chúng tôi những việc mà họ đã không thể làm được." Thế nhưng sau đó Tổng thống Thiệu vẫn an toàn rời khỏi Việt Nam. Sau này ông Snap nhớ lại,
Khi chúng tôi đưa vị cựu tổng thống và khối lượng đồ đạc khổng lồ của ông ta lên xe tải, các đặc vụ nghe thấy rõ tiếng va đập leng keng của kim loại trong hòm xiềng. Đó hiển nhiên là âm thanh của những thỏi vàng va vào nhau. Khi Snape đích thân lái xe đưa ông Thiệu qua các đường phố Sài Gòn, ông ta rất lo lắng cho an nguy của mình và vị cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, bởi ngay cả những đối thủ chính trị của ông Thiệu cũng có thể tập kích chiếc xe bất cứ lúc nào. Snape đã phải vũ trang đến tận răng, thậm chí ông còn giấu một khẩu súng ngắn xuống dưới ghế lái. Chỉ sau khi cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên máy bay an toàn, vị điệp viên kỳ cựu của CIA mới thở phào nhẹ nhõm. Để thực hiện chiến dịch di tản này, Mỹ đã sử dụng riêng trong 2 ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975, 70 máy bay lên thẳng, 865 lính thủy đánh bộ, thực hiện trên 30 phi vụ trong 18 giờ liên tục. Và chuyến trực thăng lịch sử, chuyến trực thăng cuối cùng đưa người Mỹ trên danh nghĩa ra khỏi Sài Gòn diễn ra vào lúc 7 giờ 53 phút giờ Sài Gòn. Khoảng trên dưới 3 giờ sau đó, lá cờ của mặt trận giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Theo đại sứ Mỹ Martin báo cáo trước Quốc hội Mỹ, máy bay, trực thăng, tàu biển trong chiến dịch di tản cuối tháng 4 năm 1975 đủ đưa được 51.888 người ra khỏi Sài Gòn. Trong số này có 6.763 người Mỹ và 42.125 người Việt tự tìm đường xuống tàu, tổng số đã lên tới 65.000. Không quân Mỹ còn nhân đạo chở nguyên một máy bay baby chở hàng trăm trẻ con lai Việt Mỹ để chăm sóc các cháu, có lẽ là để chuẩn bị cho công việc hậu chiến tranh. Ngoài cuộc di tản chiến dịch gió lốc, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là người gốc Hoa, đã tìm cách vượt biên bằng thuyền sang các nước lân bang. Tại Việt Nam, các cuộc cải cách và căng thẳng ngoại giao khiến nước ta gặp nhiều xáo trộn. Ở miền Bắc, chiến tranh biên giới Việt-Trung cũng diễn ra vô cùng căng thẳng, ác liệt, khiến nhiều người tìm cách vượt biên để tránh thương vong. Đây được đánh giá là cuộc di dân đông đảo nhất của người dân Việt Nam từ trước đến nay. Theo thống kê thì 3 năm từ 1978 đến 1980 là những năm có số người vượt biên nhiều nhất, lên đến gần 1 triệu người. Những thuyền nhân này đã đem đến cho thế giới bên ngoài những câu chuyện về người cha, người mẹ phải chia nhau những hạt cơm rơi từ miệng của những đứa con, đến câu chuyện chia nhau từng giọt nước quý hơn vàng được vắt ra từ miếng vải thấm mưa để đánh lừa những cơn đói khát triền miên, hay những chuyện thương tâm về người chết đã cứu được người sống với thịt máu của chính mình. Khi thì họ phải đương đầu với thiên nhiên, lúc thì lại phải đương đầu với hải tặc. Những cơn phong ba, bão táp và những tên cướp biển máu lạnh đã khiến cho không biết bao nhiêu thuyền nhân làm mồi cho biển cả. Mấy chục năm sau ngày di tản ấy, nhiều người Việt may mắn đến được Mỹ hoặc các quốc gia khác đã tự bươn trải, lao động, học tập. Nhưng vì là người Việt, họ vẫn luôn ngóng về quê cha, đất tổ, nhớ nước, nhớ nhà. Sau này, nhà nước Việt Nam đã chủ động để nhiều người thực sự muốn ra đi được ra đi một cách tự do và trật tự. Chính phủ đã đàm phán với Hoa Kỳ cho phép người dân đi theo diện đoàn tụ và có quan điểm cởi mở đối với những người muốn tìm cơ hội ở quốc gia khác. Đối với những người trốn đi và bị kẹt ở các trại tị nạn không nước nào chấp nhận cho định cư, đời sống vô cùng khó khăn, nhà nước Việt Nam đã chủ động đàm phán với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và các quốc gia có người tị nạn để đưa họ trở lại Việt Nam, bố trí công ăn việc làm và nơi ăn trốn ở. Có thể nói, quá trình di tản đã để lại không ít những mất mát cho người Việt, đặc biệt là những mất mát về sinh mạng con người. Nhà nước Việt Nam và mỗi người Việt Nam đều thấy đau xót trước những cảnh mất mát này. Đó là những hệ quả đáng tiếc và dường như khó tránh khỏi trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc. Như vậy, cuộc di tản gió lốc hoàn toàn là do Mỹ một tay xây dựng, lên kế hoạch từ A đến Z. Sau khi hoàn tất mọi việc, chúng chốt lại bằng cách đổ hết mọi tội lỗi lên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Điều này chỉ cần những ai sáng suốt, thông minh một chút sẽ nhìn thấy ngay. Việt Nam chúng ta coi trọng nhất chính là tình đồng bào và đoàn kết dân tộc, nên sẽ không bao giờ có cuộc trả thù trả đũa nào ở đây hết. Về sự kiện thuyền nhân cũng không thể trách nhà nước Việt Nam. Trong thời kỳ loạn lạc, có quá nhiều rối ren, chính phủ cần quan tâm giải quyết. Hơn thế, việc trốn khỏi biên giới là lựa chọn của chính những con người ấy. Chính phủ ta không hề khuyến khích và ủng hộ. Thế nhưng dù những người dân tị nạn ở bất cứ đâu trên thế giới vẫn sẽ mãi là con lạc, cháu hồng. Chỉ cần trong người họ vẫn còn chảy dòng máu Việt Nam, họ có thể hồi hương trong sự chào đón của nước nhà. Muốn sang phải bắc cầu kiều, mà muốn xem video đều đều thì ấn đăng ký kênh anh em nhé.